Ngày hôm qua, ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các phòng ban ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, triển khai kế hoạch chuẩn bị bầu cử trưởng ấp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến thời điểm này, các xã thị trấn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo kế hoạch, ngày bầu cử trưởng ấp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 là ngày Chủ nhật 14 tháng 4. Khác với những lần bầu cử trước đây, bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ này được tổ chức tại cuộc họp cộng đồng dân cư theo trình tự và thành phần tham dự, trong đó có cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử trưởng ấp tại cuộc họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ yêu cầu các đơn vị, cơ quan, địa phương bám sát kế hoạch quy định hướng dẫn để bầu cử trưởng ấp đạt kết quả tốt. Mỗi ấp sẽ giới thiệu một người ứng cử trưởng ấp và thực hiện quy trình chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn quy định.